xin chào mừng các bạn đang đến với chương trình tin tức của Sao. Và cũng không quên chúc cho các bạn cùng với gia đình có một ngày thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Sau đây xin mời các bạn hãy theo dõi chương trình của chúng tôi. V, BTS, Jisoo, Blackpink với màn dậy thì thành công nhất trong thập kỷ qua. Một thập kỷ nữa sắp qua, dàn sao K-pop với màn dậy thì thành công khiến không ít fan phải trầm trồ như V của BTS và Jisoo của Blackpink. Năm 2019 đã kết thúc và cũng là sự kết thúc một thập kỷ. Để kỷ niệm khoảnh khắc này, dưới đây là một số hình ảnh về các nghệ sĩ hàng đầu của K-pop hiện nay. V BTS, thành viên V là một V-suit cực đỉnh của BTS. Ngoại hình của anh hiện tại đang ở mức khiến nhiều người hâm mộ phải mê muội. Nhưng V đã bắt đầu với tóc bắt úp đáng yêu vào năm 2010. Jisoo của Blackpink. Jisoo của Blackpink nổi tiếng với V-suit công chúa. Theo nhiều bạn cùng lớp của cô nàng, cô luôn có đứng đầu về ngoại hình kể từ khi còn bé. Và đây là những sao K-pop khác